không? Sao bữa nào mày chỉ cần ra đâu nói tên tao thôi là nó lo tụi anh đi nha. Cái gì tụi bay? Trời, trẻ rượu cần uống cho đã đi anh. Cái loại đó mà uống mẹ gì? Uống loại khác đi. Thôi vậy anh uống, vậy anh uống. Cho mình rượu cần uống cho đã coi. Dạ dạ. Cho luôn dĩa thịt bò Tây Nguyên con cá chép. Dạ. Uống đi mày. Con gì canh. Đợt này là cuộc gặp lan mày về nội và bài phúc phải cuồng gọi đi khỏi cái vùng này. Mẹ nè, tự nhiên mất mấy trăm triệu chớ vừa rồi anh Tư lên không giải quyết được gì sao? Giải quyết được gì? Dân lầm lộ như tụi tôi đôi khi phải biết im lặng. Chính vì vậy mới đẻ ra thằng vô cung miền núi đó. Vậy thôi, từ rày sắp lên á, mình làm nhỏ nhỏ, lâu lâu ăn mảnh thôi. Mà đếm xong chưa? Xong rồi cất đi, mai tôi đưa cho nó. Mẹ nó. Chú không làm được việc lớn mà việc nhỏ thì cũng không xong, vậy thì làm được cái gì? Rõ ràng là thằng Y Sinh nó muốn làm phản. Còn mày, mày phải biến khỏi chỗ này đi. Nó mà tóm được mày, nó sẽ giao mày cho cảnh sát. Có hai khả năng. Một là thằng Y Sinh muốn lấy số. Hai là thằng Cập Lan nó ném đá dấu tay. Mà cả hai đều không tốt cho mày. Ok, tôi tự do. Được không? Chúng ta đang thả lỏng đối với Hoàng Hùng nhằm mục đích làm mồi câu cho những kẻ giấu mặt. Đây là bài toán dành cho những người kiên nhẫn. Các đồng chí sẽ được đồng chí Triệu phổ biến lại quy luật đi về của Huy Hùng. Và sau đó, nhiệm vụ theo dõi Huy Hùng sẽ do các đồng chí đảm nhiệm. Dạ. Vào đi. Chào chú. À, ngồi đây đi Triệu. Vậy đi cho nhanh. Hai ông cứ đọc. Trong hồ sơ này đã ghi đầy đủ và chi tiết hết rồi. Nếu có thêm bất cứ thông tin hay thắc mắc gì, cứ hỏi, tôi sẽ giải thích cho. Dạ thưa chú,
Tôi xin có ý kiến. Được. Căn cứ theo hồ sơ này thì cậu cứ thẳng thắn trình bày. Tôi thấy có vẻ quá vội vã và còn nói nghiệp vụ lắm. Cái gì? Tôi xin phép. Tôi giả sử tôi là Quy Hùng thì chỉ cần với một động tác nhỏ thôi, tôi có thể thoát được sự theo dõi. Và xin nhớ cho, bọn tội phạm đang liên lạc với chúng ta bằng hàng trăm cách. Hay đó, cậu tiếp tục trình bày đi. Thưa chỉ huy, theo kinh nghiệm của tôi và đồng chí Hồng đây, thì chúng ta nên thay đổi cách với Quy Hùng và vẫn tiếp tục giữ kín việc bắt giữ đối tượng liên quan ở Vũng Tàu. Bằng cách nào? Dạ, tôi xin phép được trình bày. Bây giờ chúng ta... Alo. Tôi nghe đây, Ba Quấn. Rồi. Ừ. Không được đâu. Trường mặt ra lúc này á là tự tố cáo đó. Không. Vấn đề là chỗ thằng Nhiên. Mà nó đã vô trỏng rồi. Chứ chưa có gì đâu. Ít nhất là tới khi nó được thả. Vậy nha. Tao nghe, nói đi. Tốt. Làm ơn, nhớ lời tao dặn. Hai con mắt, hai cái lỗ tai, nên nhìn nghe ngóng nhiều hơn ở trước mặt. Hiểu chưa? Tiền chị ơi. Dạ, cô chú 30 ngàn. Dạ. Dạ, cho em gửi. Ủa, chú làm công an hả chú? À, không, em nghỉ lâu rồi, cái này chỉ làm kỷ niệm thôi. À, vậy à. Nè chú ơi. Dạ. Chú đang theo dõi nhà đó hả chú? Dạ, chị nói ai? Thằng nhỏ nó bỏ đi đâu lâu rồi, tôi biết nó mà. Nhiều lần á nó bị bắt kiểu này rồi, tôi cũng giúp mấy anh cảnh sát vì giờ giấc của nó tôi biết. Trời đất, chị nói cái gì em không hiểu gì hết à. Thôi em đi nghe chị, mình bị lộ rồi. Chào cô chú nha. Cho anh tô bún bò. Dạ. Em ơi, em, cho anh tôi uống bò. Dạ. Tính tiền em ơi. Dạ, của anh đây. Cảm ơn em. Dạ mời anh.
cho mình chỗ nước mắm. Tiềm ơi, dạ của anh ba chục à. Dạ cảm ơn anh. Thôi thôi. Dạ dạ. Hùng, lâu quá rồi ha. Ông à, ngồi đi. Lâu quá không gặp. Bao nhiêu năm gặp lại, ông không khác gì ngày xưa nha. Cũng vậy thôi chứ khác gì. Sao, khỏe không? Vợ con ông sao rồi? À, bình thường à, ông sao? Ê, gia đình tôi thì thiệt chán lắm không? Dạ anh Dung Di ạ. Ly phê đá. Dạ. Ê, coi thằng nhỏ mà hư hỏng quá, tôi rầu muốn chết. Chắc là do cái số tôi nó vậy. Thằng nhỏ mà nói con riêng của bà sao đó hả? Riêng chung cái khỉ gì, con ai mà không thương. Nhưng mà nó dính vô toàn cái gì đâu không mà, rối thiệt. Nghe đâu nó dính ở ngoài Vũng Tàu á. Giờ công an còn theo dõi luôn cả tôi mới ghê. Nhưng mà thôi, cây ngay đâu sợ chết đứng. Gì ghê vậy ông? Tôi nghe đâu á là nó giết người mới căng chứ. Tình nghi thôi chứ nó mà dám giết ai. Cái thằng nghiện hút mà. Ê, ông đừng có nói vậy. Chính vì cái nghiện đó nó mới lúng đó. Dạ mời anh. Cảm ơn em. Trong đám bạn có mình ông là khổ. Lúc này còn làm gỗ ghiếc gì không? Làm gì có. Bàn ghế chứ gỗ gì. Thì tôi lấy đầu này bỏ đầu kia, kiếm chút đỉnh lời vậy đó mà. Làm ăn vậy cũng tạm ổn ha. Người đàn ông kia rất có thể là bạn học của Huy Hùng. Nhưng anh ta biết một việc quan trọng, là Huy Hùng từng buôn gỗ, Phùng Minh cũng có liên quan đến gỗ. Phải khai thác khe hở này. Nhưng theo chú thì tại sao hắn biết là thằng Nhiên bị bắt? Theo nguyên tắc thì cảnh sát phải thông báo cho gia đình can phạm. Nhưng vấn đề là tại sao Huy Hùng lại biết có cảnh sát theo dõi và Nhiên đang dính vào một vụ giết người? Con xin lỗi chú, nhưng mà con nói thật, nếu mà đặt trường hợp có một có quyền hạn, con gông cổ hết tụi này luôn. Để nó càng lố ngoài kia lại càng có hại. Triệu, cậu lại nóng tính rồi đó nghe. Đừng để bị đối phương lôi kéo theo nhịp đấu của chúng. Phải hết sức bình tĩnh. Triệu à, chú Tư nói đúng đó. Cậu đừng có bốc đồng như vậy. Anh mới về làm, làm sao anh biết? Cậu sai rồi đó. Cậu nên nhớ, cấp bậc của tôi cao hơn cậu đó. Đồng chí Trung. Dạ. Đồng chí gấp rút làm rõ quá trình buôn bán gỗ của Nguyễn Huy Hùng, những đối tác của hắn trước đây. Rõ. Đồng chí Quang, tôi muốn có lệnh di lý Nhiên về đây vào ngày mai. Dạ rõ. Ủa, hôm nay chị vô chú bé đâu? Hôm nay có mình chị vô thăm em à. Sao rồi, khỏe không? Khỏe mày? Dạ khỏe. Ở nhà bình thường hết hả anh? Bình thường. Ừ, anh có đem cho mày sữa nè, bánh nè, mứt này kia kia nọ.
Rồi còn có lê nè, táo nè. Bữa anh nghe bà già nói mày thèm muối ớt, anh có đem cho mày luôn nè. Mày cần gì nữa không? Nè, không xin gì đi, xin muối ớt ăn mày. Tự nhiên em thấy thèm thôi chứ, trong đây gì cũng có hết anh. Người như khô à, ăn muối miết. Đã hết giờ thăm nuôi. Thôi em đi vô, anh giữ gìn sức khỏe. Ừ, giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Dạ chào anh. Cho tôi xem chứng minh. Mẹ, cho dù không trọn vẹn nhưng dẫu sao cũng là tình là nghĩa. Mẹ cũng xem nó như con trai. Mẹ nằm mơ thấy nó về kêu oan hoài. Ngày mai là 49 ngày rồi, phải không mẹ? Ừ, đúng rồi con. Mở cửa. Dạ. Trời ơi, thằng nhỏ. Alo, tôi Tư Dũng xin nghe. Dạ báo cáo chú, đối tượng Nhiên đã chết. Đây à? Dạ. Được rồi, tôi biết rồi. Tôi đã nghi ngờ từ đoạn ghi âm của Quang mang về, nhưng vẫn kể. Nhưng mà thưa chú, đó không phải là trách nhiệm của chúng ta. Đó là trách nhiệm của tôi. Chúng ta đã làm hết sức mình, nhanh chậm, thắng thua là chuyện thường tình của binh nghiệp mà chú. Cái gì? Ông im giùm tôi cái đi. Bây giờ đối với ông chẳng có chuyện gì quan trọng mà cái cầu dai của ông có bao nhiêu sao đâu. Nè, ăn nói cẩn thận nghe. Tôi thích gì đó. Trật tự đi.
cậu đi với tôi xuống trại giam. Dạ. À, khoan đã. Chú à, con nghĩ là chú cứ để anh Trung ở lại trực chỉ huy đi, con sẽ đi với chú. Tôi là chỉ huy ở đây, đề nghị các đồng chí chấp hành mệnh lệnh. Rõ. Rõ.